không phải những ông chủ người Ả Rập. Đây mới là người sở hữu nhiều siêu xe nhất trên thế giới. Và có thể anh em chưa biết nha, chính là quốc vương Brunei, người có khối tài sản ròng lên tới 30 tỷ đô, làm trong top giàu nhất trên thế giới. Ngoài ấy, có nhiều vợ lớn, vợ bé. Ông này ấy, sở hữu bộ sưu tập lên tới 7.000 chiếc siêu xe. 7.000 chiếc siêu xe. Và một loạt phi cơ riêng. Ví dụ như máy bay Airbus 340, Boeing 747, 6 phi cơ nhỏ và 2 trực thăng. Bộ sưu tập những chiếc xe đua F1. Đáng chú ý, trong số 7.000 chiếc xe khủng có khoảng 604 chiếc Rolls Royce, 574 chiếc Mercedes, 452 chiếc Ferrari, 382 chiếc Bentley, 209 xe BMW, 134 chiếc Colexus, 21 siêu xe Lamborghini, 11 chiếc Aston Martin và nhiều siêu xe lừng danh khác. Đặc biệt, những chiếc siêu xe mà ông này có thuộc dạng độc nhất vô nhị trên thế giới. Mạ vàng, đính đá quý, đính cả kim cương.